Chào mừng các bạn trở lại với kênh Ngọc Ngọc. Hôm nay thì mình sẽ review về hai loại sữa rửa mặt của nhà Hatomuji đang khá là hot ở trên thị trường bởi cái tính rẻ nè, nhưng mà là hiệu quả cũng khá là ok. Vậy thì mình sẽ đi vào chi tiết ngay nha. Về giá của sản phẩm thì mình thấy nhà Hatomuji á, những sản phẩm của họ rất là phải chăng. Cái chai màu xanh này thì mình mua với giá là hình như 90.000 cho 130g. Còn cái chai màu trắng này nó bự hơn là 170g thì mình mua nó là khoảng 80.000. Nó còn có một cái size nhỏ hơn là khoảng 60.000. Bản thành phần thì hai loại này á, bản thành phần nó cũng xem nhau thôi, chắc chắn là phải có hạt ý dĩ rồi. Nhưng mà bản thành phần của mỗi bên thì Ngọc sẽ để ở phía này cho các bạn có thể dễ so sánh ha. Cái loại sữa rửa mặt màu trắng này thì nó sẽ có hạt ý dĩ nè. Cái thành phần nó có tên hơi khó đọc xíu là lysergenase. Thì thành phần đó sẽ giúp cho da mình được kháng viêm và làm cho những cái mà nơi mà bị ửng đỏ thì nó sẽ giảm được. Ngoài ra còn có dầu hoa trà nè, nha đam cũng như là lúa mạch. Những thành phần đó khi mà kết hợp lại với nhau thì nó đem lại cái sự khá là dịu nhẹ cho cái sản phẩm này, mặc dù là nó vẫn sẽ tạo bọt tương đối nhiều nha. Còn loại sữa rửa mặt màu xanh này dành cho da mụn thì mình thấy là thành phần cũng tương đối giống, thì cũng có hai cái dĩ và nó còn có thêm thành phần gọi là vitamin B, thì cũng sẽ giúp cho da mình là giảm sưng, giảm viêm. Bởi vì dành cho da mụn mà, những cái nốt mà bị mụn viêm hoặc là dễ bị cái ấn đẩy mụn nữa thì có vitamin B vô nó sẽ làm cho cái quá trình xử lý mụn của mình trở nên dễ dàng hơn và nó không có bị break out. Về cảm nhận cá nhân của mình khi mà mình sử dụng hai dòng này á, thì mình thấy là cái hiệu quả về làm sạch á thì nó tương đối gần giống nhau. Cái dòng mà chuyên về trị mụn á thì mình thấy là nó sẽ làm sạch hơn một chút xíu, nhưng mà bù lại thì da của mình nó sẽ khô hơn. Còn cái dòng mà màu trắng này thì nhẹ hơn nhiều, và khi mình sử dụng ra xong á, da nó cũng khá là mềm nè, và cái độ mướt nó cũng nhiều hơn. Cho nên là nếu mà những bạn nào không có bị vấn đề về mụn hoặc là da nhạy cảm thì mình nên ưu tiên chọn dòng màu trắng. Về kết cấu thì dòng màu trắng thì nó sẽ lỏng hơn so với dòng màu xanh. Tuy nhiên khi mà các bạn có kết hợp với nước á, thì cái lượng bọt tạo ra nó cũng sẽ ngang ngang nhau thôi, chứ nó không có gọi là cái này nó đặc hơn thì nó sẽ tạo nhiều bọt hơn. Tuy nhiên vẫn có một vài điểm mà mình cảm thấy không được thuyết phục lắm với cái dòng sữa rửa mặt này. Đầu tiên là về khả năng làm sạch của nó thì nó là ổn, có nghĩa là ở mức chấp nhận được thôi. Bởi vì cái giá thành rẻ mà mình không có đặt quá nhiều kỳ vọng vào á. Và nếu thật sự các bạn muốn làn da mình nó thực sự sạch sẽ hoàn toàn luôn thì nên sử dụng thêm tẩy trang. Thứ hai là về mùi hương, thì nếu mà sản phẩm này đó dạng không mùi thì mình sẽ đánh giá cao hơn. Nhưng mà nếu đã thêm mùi rồi mà cái mùi đó nó lại giống những cái sản phẩm trong cùng phân khúc giá rẻ như vậy thì làm sao nó có thể gọi là đặt một cái dấu ấn riêng biệt trong cái tâm trí của khách hàng được, đúng không? Cái ba là về khả năng tạo bọt. Bản thân mình thì lại thích những cái dòng mà dạng gel hoặc là dạng nước, bởi vì nó sẽ tạo bọt không quá nhiều, và khi mà cái lượng bọt ít như vậy nó đẩy lên da của mình á thì nó sẽ làm sạch và nó sẽ không gây kích ứng nhiều hơn. Tất nhiên là sản phẩm này không hề gây kích ứng trong quá trình sử dụng nha. Mình đã test rồi và không có bị kích ứng, nhưng mà cái cảm giác mà sử dụng nhiều bọt lên như vậy á, và hôm nào mà các bạn lỡ sử dụng lượng mà sữa rửa mặt nhiều á thì cái cảm giác khô nó sẽ đến rất là nhanh. Những chức năng phụ của sữa rửa mặt này thì mình thấy là nó không có trội lên gì hết nha, và gần như là không có luôn. Ví dụ như khả năng làm sáng da ha, rồi khả năng xử lý nốt mụn, rồi giúp chống lão hóa hay là tẩy tế bào chết gì. Mình thấy rất là nhiều cái trang PR mà gọi là quá lố về sản phẩm này á, thì các bạn hãy bỏ ngoài tai những cái lời bia quá lố thì đi. Bởi vì sữa rửa mặt thì nó chủ yếu tập trung vào cái việc làm sạch sau khi mà mình tẩy trang. Relax. Tóm lại thì mình thấy là cái dòng này vẫn sẽ rất là ok với những bạn học sinh sinh viên nè, những bạn mới bắt đầu ra trường đi làm á, thì sẽ giúp tiết kiệm được khá khoản tiền dành cho những cái khoản về chăm sóc da phía sau ha. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nhớ đừng quên nhấn nút subscribe để mà ủng hộ mình làm thêm những video khác cho các bạn nha.